Vâng, thưa các bạn, mình quay cái video này để các bạn hình dung một tác phẩm. Vâng, thưa các bạn, một tác phẩm sung. Một người bạn trẻ này đang làm cái công tác chuyển sang một cái chậu nhỏ hơn để tạo sự cân đối cho cây. Vâng, một cái chậu nhỏ hơn ở bên cạnh. Cái đặc điểm của cái cây sung này thì nó sở hữu một cái thân vô cùng kỳ quái, rất là uốn lượn. Vâng, như các bạn thấy các điểm tay chờ thì họ làm cũng khá cân đối, nhưng mà cái tác phẩm này cũng phải đến 2 đến 3 năm nữa thì mới hài hòa, tay tán làm thật tốt thì mới hài hòa được. Vâng, đây chỉ là một gốc khôi thôi, một gốc khôi điển hình của sự kỳ quái. Vô cùng xù xì và uốn lượn. Vâng, nhân tiện mình đưa các bạn tham quan luôn một cây xanh dáng làng. Vâng, một cây hoa mẫu đơn. Một tác phẩm xanh. Vâng, có một bộ rễ ôm đá. Một cây xanh dáng long khá lớn, chiều cao của cây phải đến bằng đến gần 3 mét, trong một cái chậu, trong một cái chậu 1,5 mét. Vâng, 1,5 mét chiều ngang và chiều dọc của nó là 2 mét. Một cây sam trái, chúng ta tiến vào cái phần đế một chút. Già. Vâng, mình sẽ quay tổng thể tác phẩm này. Một đôi tùng La Hán. Vâng, một đôi tùng La Hán khá lớn. Chim